Xin chào các bạn. Ở video lần trước thì tôi đã hướng dẫn các bạn quay một mặt tầng 1 và tầng 2. Và trong video hôm nay thì sẽ hướng dẫn các bạn quay hoàn thành nốt cái phần tầng 3. Các bạn nhớ đăng ký, chia sẻ và cho mình một like nhá để thêm động lực làm video. Ở cái bước cuối cùng này thì chúng ta sẽ có 4 giai đoạn cần thực hiện. Một, giai đoạn thứ nhất là làm xoay hình dấu cộng. Giai đoạn số 2 là các vị trí cạnh này trùng màu với lại vị trí của viên tâm. Giai đoạn số 3 là các vị trí góc này đúng. Và cuối cùng là các vị trí các cạnh của góc này là đúng màu. Chúng ta sẽ kết thúc. Chúng ta luôn nhớ là cái mặt dưới nhé, mặt dưới đáy trong quá trình làm thì các bạn luôn luôn phải giữ đây mặt cam là ở dưới phía lòng bàn tay này, thì trong quá trình làm thì các bạn giữ nguyên thì để cho các bạn mới đỡ bị nhầm. Nếu mà các bạn mới mà xoay, ví dụ xoay như thế này thì có thể lúc sau các mặt nó bị đảo lộn thì sẽ bị loạn và không biết đường nào mà xoay trở lại. Đấy, bây giờ ta xoay hình chữ thập, hình dấu cộng. Ở đây thì mới có một viên tâm, thì còn bốn cái cạnh này để tạo thành dấu cộng thì chưa có màu nào, thì tất cả nó nằm ở bên phía cạnh này. Đấy, thì chúng ta sẽ xoay này. Đây, tôi để như này cho các bạn dễ nhìn này. Ở đây mới có một, đúng một viên một tâm là màu hồng, đúng không? Bây giờ chúng ta phải lật dấu cộng, tức là các cái cạnh hồng ở đây thì nó quay lên mặt trên. Đấy, để làm được như thế thì chúng ta sẽ quay như sau. Quay xuống này, quay lên đúng không, quay lên, quay sang, sau đó lại quay trở về này, xuống, lên, đấy. Thì như vậy đã lên được hai mặt, và các bạn để ý dưới đây là nó vẫn giữ nguyên nhá. Đấy, màu vẫn giữ nguyên không thay đổi. Tiếp theo, làm lại bước tương tự như thế. Quay xuống này, quay lên này, quay sang này, quay xuống này, quay sang này, quay lên. Đấy, thì bây giờ nó đã thành hình dấu trừ đây. Dấu trừ thì mình sẽ xoay ngang ra như này. Đấy, thực hiện lại bước vừa rồi. Quay xuống, quay lên, quay sang, lại quay ngược lại đúng không, quay sang, quay ngược lại. Đấy, như vậy là chúng ta đã có hình dấu cộng. Ta có hình dấu cộng. Bây giờ kiểm tra thử xem là đã đúng không. Dấu cộng thì bây giờ chúng ta so thử cạnh so với các tâm. Thì đây mới có mấy màu vàng này. Nếu giả sử chúng ta quay sang đây thì được có màu vàng thôi. Đây, quay sang cạnh này thì sẽ được hai tâm này thẳng này. Còn hai tâm, đấy, hai tâm. Đối với hai tâm thì chúng ta sẽ xoay như sau. Đúng tâm nhá, đúng tâm. Quay xuống, quay sang, quay lên, quay sang, quay lên, quay sang hai vòng, xuống. Đấy, như vậy thì chúng ta đã đúng cả bốn tâm màu chữ thập này, tâm này, xong bước thứ hai đúng không? Bây giờ bước thứ ba là kiểm tra các vị trí góc. Ok, có màu này, màu đúng này. Đây, ta lấy góc này làm chuẩn, giữ tay vào đây và xoay, thay đổi vị trí góc này sang đây.
cạnh này, góc này sang đây và góc này sang đây. Ta làm như sau. Đó, như vậy thì là này đúng rồi này, này đúng luôn. Ok. Còn bước cuối cùng thì chúng ta sẽ lật cái cạnh này lên. Ta làm như sau. Đây là một kiểu duy nhất. Ok, khi đúng thì chúng ta vẫn giữ nguyên là chỉ xoay cái mặt trên này thôi này. Đấy, thì làm tương tự. Đó, như vậy thì chúng ta đã kết thúc.